Rồi. Thì so sánh tỷ số thể tích mà dùng công thức, nghĩa là mình so sánh diện tích đáy và đường cao thôi. Ở đây cái diện tích đáy, ví dụ như hình chóp đi, hình chóp thì V1 nó bằng 1 phần 3 diện tích đáy S1 nhân với đường cao H1. Được chưa? Rồi V2. V2 thì nó bằng 1 phần 3 diện tích đáy S2 nhân với đường cao H2. Đó. V1 như vậy, V2 như vậy. Được chưa nè? Rồi. Như vậy thì khi đó V1 đem chia cho V2 thì nó chẳng qua là bằng S1 chia S2 nhân với H1 chia cho H2. Đúng không? À, như vậy thì cái việc so sánh tỷ số và thể tích là thực ra mình đi so sánh tỷ số diện tích và đi so sánh tỷ số đường cao. Đúng không? Đó. Cho nên là trong cái video đó, thì nó nói là nếu mà V1 mà có cái diện tích S1 bằng K lần S2, rồi chiều cao H1 bằng L lần H2. Thì khi đó V1 nó sẽ gấp K nhân L lần V2. Bởi vì S1 chia S2 là bằng K, H1 chia H2 là bằng L, thì V1 chia V2 là bằng K nhân L. Nhân chéo lên thì nó là V1 bằng K nhân L V2. Đó là mình nhìn cho nó nhanh. Nhìn cho nó nhanh. So sánh trực tiếp S1 và S2, H1 và H2. Nhưng mà đôi khi thì cái việc mà nhìn nhanh như vậy là khiến cho một số em là chưa theo kịp, cho nên thầy bây giờ thầy chia ra lại, vẫn là đi so sánh tỷ số diện tích và so sánh tỷ số đường cao thôi. Đó. Thì ở đây thầy chia ra lại một số cái trường hợp như sau này. Bắt đầu lý thuyết này. Trước hết là một số cái kiến thức mà mấy đứa cần phải nhớ, mấy đứa ghi vào nha các em. Một số kiến thức cần phải nhớ. Cái này thầy đã nói hôm trước rồi. Đối với hình lăn trụ tam giác, lăn trụ tam giác, nhớ chưa? Chúng ta chia hình lăn trụ tam giác ra làm hai loại, V4 và V5. V4 tức là cái thể tích của cái tứ diện mà lấy 4 đỉnh trong 6 đỉnh của hình lăn trụ. Thì đó gọi là V4. Lấy ví dụ như là thể tích của A phẩy ABC chẳng hạn. A phẩy ABC. Đó chính là V4. V4 thì nhớ rằng nó luôn luôn là bằng thể tích của khối lăn trụ, tức là V chia 3. À, nói nôm na là V4 bằng V chia 3. V5 thì nó là thể tích của cái khối chóp mà có 5 đỉnh. 5 đỉnh nha các em. 5 đỉnh này nó lấy từ 6 đỉnh của hình lăn trụ. 5 đỉnh lấy từ 6 đỉnh của hình lăn trụ. Thì V4 nó sẽ bằng 1 phần 3, thì V5 nó sẽ bằng 2 phần 3 V. V5 sẽ là 2 phần 3 V. Được chưa? Rồi. Đó là hình lăn trụ tam giác. Còn nếu mà hình lăn trụ mà cái đấy là mình hành, tức là thành hình hợp á, tức là thành hình hợp. Được chưa? Thì cái hình hợp cũng có hai loại V4. Nó cũng có hai loại V4.
V4 phẩy, V4 và V4 phẩy. V4 mà nếu mà mình lấy không phải là không phải là chứa hai đường chéo của hai mặt bên á, thì đó là V4 đúng không? Đây hình hợp, cái này hôm trước là thầy nói rồi, này thầy nhắc lại thôi. Hình hợp nó chia ra làm hai loại V4. V4 mà lấy bốn đỉnh nhưng mà không được là lấy hai cái đường chéo. Đây. Bỏ hai cái đường chéo này đi. Đừng có lấy hai cái đường chéo này của hai mặt này. Nếu mà cái V mà bốn đỉnh mà lấy từ hai đường chéo này á thì đó là V4 phẩy. Ví dụ đây là A B C D. Đây là A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Thì đây là V4 phẩy này. Nó chính là thể tích của tứ diện AC B phẩy D phẩy. AC B phẩy D phẩy. Đó chính là V4 phẩy. Thì V4 phẩy này nó bằng thể tích của cả cái hình hợp chia 3. Nhớ là V của hình hợp chia 3 nha. Còn cái V mà 4 loại cái trường hợp này ra. Ví dụ như là A phẩy, B phẩy, D phẩy. Đó. Tức là bốn đỉnh mà đừng có phải là hai cái, lấy hai cái cặp cạnh hai cái đường chéo này thì đó là V4 phẩy. Thì cái loại này thì nó bằng 1/3 của thằng V lăn trụ tam giác, mà V lăn trụ tam giác thì lại bằng 1/6 của V hình hợp. Cho nên là thằng này, ôi, V lăn trụ tam giác thì bằng một nửa của V hình hợp, cho nên cái V này là bằng V chia 6, V hình hợp chia 6. Được chưa? Thì đối với hình hợp thì nó có hai loại V4 và V4 phẩy. Đó. V4 thì là bằng V chia 6, còn V4 phẩy thì là V chia 3. Đó. Đó là hai cái kiến thức về thể tích của cái khối chớp so với khối lăn trụ tam giác và lăn trụ tứ giác, à, lăn trụ hình hợp. Tiếp theo là chúng ta nhắc về cái trong tam giác vuông mà có đường cao đây. Bởi vì chúng ta chủ yếu là tính về tỷ số, tính về tỷ số nha các em. Cho nên ở đây thầy ôn lại cho các em các cách tính tỷ số và đặc biệt là tỷ số trong tam giác vuông. Ví dụ đây nè. Tam giác ABC này là nó vuông tại A đi các em. Nó vuông tại A. Và có đường cao là AH. Có đường cao là AH. Được chưa? Như vậy thì khi đó bình phương độ dài đường cao, quên, bình phương độ dài cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền nhân với hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Tức là AB bình phương á, AB bình phương thì bằng là BH nhân cho BC. Nhưng mà đôi khi người ta cần các em tính cái tỷ số BH chia BC. Vậy muốn tính tỷ số BH chia BC thì thầy nhân cả tử và mẫu cho BC. Nhân cả tử và mẫu cho BC. Nhân cả tử và mẫu với cạnh huyền. Đó. Thì nó xuất hiện trên tử nó là BH nhân BC. Thì BH nhân BC nó chính là AB bình chia cho BC bình. Vậy là mình tính được cái tỷ số BH trên BC nó chính là cái này. Được chưa? Đó, bằng AB chia BC tất cả bình. Tương tự vậy là CH chia CB là bằng AC chia BC tất cả bình. Được chưa? Ở bên này nè, BH chia BC thì là AB trên BC tất cả bình.
Còn CH chia cho BC thì đó chính là AC chia BC tất cả mình. Đó chính là công thức tỷ số về đường cao ở trong tam giác vuông. Chúng ta không có đi tính từng cạnh là mà thế vào đâu, mà mấy em áp dụng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông bằng cách là nhân thêm cả tử và mẫu với lại cái này. Đó là kiến thức cần nhớ thứ ba. Kiến thức thứ tư, đây nhắc lại về cái định lý Menelaus. Bởi vì thực chất cái việc mà đi tính tỷ số thì thường là các em phụ thuộc vào cái định lý Thales. Nhưng mà Thales nó chỉ áp dụng khi có những cạnh song song thôi. Còn khi tính những cái tỷ số mà không có yếu tố song song, không có yếu tố song song thì chúng ta lại dùng định lý Menelaus. Cái này các em nào mà đã học thầy từ năm ngoái thì đã biết cái định lý này. Thì thầy nhắc lại luôn. Định lý Menelaus. Người ta cho cái tam giác ABC này. Đó. Và chúng ta kẻ một cái đường thẳng cắt cả ba cái cạnh của tam giác ABC này. Ba cái đường thẳng đi qua ba cạnh của tam giác ABC lần lượt tại D, E và F. À, thì khi đó ta có cái tỷ lệ là gì? Ở đây là khi đó D, E, F thẳng hàng nha. D, E, F thẳng hàng. Khi và chỉ khi. Đó là DC trên DB. DC trên DB. Đúng không? D là nhìn từ đâu? D là nhìn từ từ trên đoạn BC này. DC trên DB hoặc là DB trên DC gì đó cũng được. DB trên DC rồi. Bây giờ D nhìn trên đoạn BC rồi. Bây giờ tới Y. Y này nó nằm trên đoạn AC. Nhưng mà C nằm dưới rồi thì bây giờ C nằm trên. Vậy là EC trên EA. Y nó nằm trên đoạn AC này. EC trên EA. Rồi nhân đến F. F này á, nằm trên đoạn AB. Mà A nằm dưới rồi, bây giờ A nằm trên. FA trên FB. Rồi, ba thằng này nhân nhau là bằng 1. Được chưa game? Ba thằng đó nhân nhau là bằng 1. Đó là định lý Menelaus. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái phần các cái công thức mà dùng để so sánh giữa cái tỷ số thể tích mà dùng công thức. Thì nhắc lại là so sánh tỷ số thể tích dùng công thức thì thực chất là mình đi so sánh diện tích và so sánh chiều cao. Như vậy thì khi mà chiều cao này không đổi, khi này chiều cao của hai thằng này không đổi, tức là tỷ số này bằng 1, thì có phải là mình chỉ còn việc so sánh diện tích không? Cho nên trường hợp thứ nhất thầy xét đó là khi mà đường cao không đổi thì chúng ta đi so sánh diện tích đáy, hay còn gọi là công thức chuyển đáy. Công thức chuyển đáy, công thức thứ nhất, công thức chuyển đáy. Còn khi mà diện tích không đổi mà chúng ta lại đi dời đường cao, nếu khi mà diện tích không đổi tức là cái tỷ số này bằng 1 này, thì chúng ta lại so sánh về đường cao. So sánh về đường cao thì thầy gọi đó là công thức chuyển đỉnh. Được chưa? Chuyển đáy và chuyển đỉnh. Nếu mà đường cao không đổi thì so sánh đáy thì gọi là chuyển đáy. Diện tích đáy không đổi thì là so sánh đường cao thì gọi là chuyển đỉnh. Bởi vì đỉnh, cái độ dài đường cao nó phụ thuộc vào cái đỉnh. Đó. Rồi. Vậy thì chia ra làm hai loại công thức. Đây, công thức 1. Công thức chuyển đỉnh. Chuyển đáy. A là công thức chuyển đáy. Công thức chuyển đáy tức là đường cao không đổi. Đây. Khi mà thầy xét hai khối chớp có chung đỉnh. Hai khối chớp có chung đỉnh. Và chung mặt đáy. Chung mặt đáy chứ không phải là chung
cái diện tích đó nha, chung mặt đáy tức là hai cái đáy của hai cái đai ghép đó nằm trên cùng một mặt phẳng. Đây, khi hai khối chớp mà có chung đỉnh và chung mặt đáy thì cái đường cao là giống nhau. Vậy cho nên là VA chia cho VN là bằng SA chia SN. A tức là cũ, còn N tức là mới. Hình dung ra được không? Tức là cái tỷ số thể tích bây giờ cái đường cao nó đã giống nhau rồi, thì cái tỷ số về thể tích cũ chia mới bằng cái diện tích cũ chia mới. Cũ là cái ban đầu, còn mới là mình chuyển qua cái mới. Đó, gọi là công thức chuyển đáy. Hình dung được không kem? A tức là cũ, còn N tức là mới. Thầy muốn để dùng cho nó vui vui vậy mà. Khi mà đường cao không đổi, tức là trung đỉnh, trung đỉnh thì đường cao nó không đổi và trung đáy luôn, thì diện thể tích của thằng cũ chia cho thể tích của thằng mới thì nó bằng diện tích cũ chia cho diện tích mới. Đó. Được chưa? Một cách tổng quát. Đây, cái hình vẽ đây, một cách tổng quát. Nếu hai khối chớp có chung đỉnh S và hai mặt đáy cùng nằm trên cùng một mặt phẳng, đồng thời có diện tích lần lượt là S1 và S2, thì V1 chia cho V2, tức là V cũ chia cho V mới, bằng S1 chia cho S2. Nói tóm lại, đường cao giống nhau là nhờ trung đỉnh và cái mặt phẳng đáy giống nhau, thì tỷ số thể tích bằng tỷ số diện tích. Đó là nhận xét hai khối chớp có cùng chiều cao, cùng đỉnh thì tỷ số thể tích bằng tỷ số diện tích. Và do đó chúng ta di chuyển đáy trên cùng một mặt phẳng. Tức là cái di chuyển cái đáy này qua đáy này. Cái đỉnh nó giống nhau rồi. Đỉnh nó đứng yên rồi. Đó. Di chuyển cái đáy. Được chưa? Thì cái đỉnh này nó cố định rồi. Thì cái tỷ số thể tích nó bằng tỷ số diện tích. Đó là di chuyển cái đáy này. Đó. Hay còn gọi là công thức chuyển đáy là như vậy. Di chuyển đáy trên cùng một mặt phẳng. À, tức là cái mặt phẳng đó mình có hai cái đáy cùng trên mặt phẳng luôn, thì tỷ số thể tích nó bằng tỷ số diện tích. Được chưa? Thì đó là cái công thức chuyển đáy. Mấy mình dùng được chưa? À. Rồi, thì để cho nó dễ hiểu một chút thì bây giờ chúng ta dồn về cái việc là đi so sánh tỷ số diện tích. Khi mà đỉnh nó trung đỉnh tức là trung chiều cao. Rồi, chúng ta qua cái phần so sánh tỷ số diện tích. Đây. Thầy ôn lại cho các em một số cái cách để mà các em so sánh tỷ số và diện tích. Cái tài liệu này thầy sẽ đưa lên cho các em, nhưng mà các em cũng phải ghi vào để em nhớ nha. Thứ nhất là tam giác ABC, trên AB lấy điểm M và trên AC lấy điểm N, nhớ nha. Thế thì diện tích tam giác AMN đem chia cho diện tích tam giác ABC thì nó sẽ bằng AM trên AB nhân với AN trên AC. Công thức này coi như nó chính là công thức Simpson trong không gian hai chiều.
Chúng ta có công thức Simpson trong không gian 3 chiều. Game nào đã coi video thì sẽ biết. Rồi. Bây giờ chứng minh tại sao như vậy. Tại sao mà diện tích tam giác AMN chia cho diện tích tam giác ABC lại bằng AM trên AB nhân với AN trên EC? Bởi vì chúng ta có này, giải thích này. Cái diện tích tam giác AMN thì nó bằng 1 phần 2 AM nhân AN nhân cho sin của góc sin giữa là sin của góc A. Đúng không? Rồi, diện tích tam giác ABC thì lại bằng là 1 phần 2 gì? AB nhân AC nhân cũng là sin góc A luôn. Đúng không? Vậy thì hai thằng này chia cho nhau thì có phải đơn giản 1 phần 2 không? Thì đơn giản mất sin A luôn. Thì còn lại là AM trên AB nhân AN trên AC thôi. Đúng không? Đó. Vậy chúng ta so sánh tỷ số diện tích, đưa về việc so sánh hai cái tỷ số AM trên AB nhân với AN trên AC. Trường hợp đặc biệt. Đặc biệt. Được chưa? Nếu mà M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, quên, N là trung điểm AC luôn đi, M là trung điểm AB, N là trung điểm của AC, thì rõ ràng tỷ lệ này là 1 phần 2 nhân 1 phần 2, vậy tỷ lệ này sẽ là 1 phần 4. Bằng 1 phần 4. Đúng không? Còn nếu như M là trung điểm AB mà N là trung điểm, không phải là trung điểm AC mà là trùng với là điểm C, thì lúc đó tỷ lệ là 1 phần 2. Nhưng mà mấy em hình dung là này, hình dung ra này, M là trung điểm AB. Đây, M là trung điểm AB, N là điểm C, thì cái tỷ lệ giải thích diện tích chứ AMC chia ABC nó bằng 1 phần 2, thì giống như là cái đường trung tuyến á, đường trung tuyến á là nó chia đôi cái diện tích này ra. Đúng không? Vậy ta có được cái trường hợp đặc biệt đây. Trường hợp đặc biệt đó là tam giác ABC, quanh tam giác ABC nha, thì M là trung điểm AC, M là trung điểm BC đi, thì cái diện tích tam giác ABM nó bằng diện tích tam giác ACM và nó cùng bằng một nửa diện tích tam giác ABC. Vậy thì nói nôm na cứ là tam giác thì chia đôi cái diện tích, cái đường trung tuyến á là chia đôi cái diện tích, hay nói cách khác đó là diện tích của một tam giác bị đường trung tuyến chia thành hai phần bằng nhau. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta nói về tỷ số diện tích mà. Bữa nay lý thuyết rất là nhiều. Được chưa? Tiếp theo là so sánh hai cái tỷ số diện tích. Khi mà có cạnh đáy bằng nhau, cạnh đáy BC bằng nhau, vậy thì cái việc so sánh tỷ số diện tích quy về việc so sánh hai cái đường cao của hai tam giác. Đúng không? Như vậy thì diện tích tam giác KBC đem chia cho diện tích tam giác ABC thì nó chính là đáy nó giống nhau rồi. Vậy nó chính là bằng đường cao H phẩy chia cho đường cao H. Mà H phẩy chia H thì nó chính là KC chia AC. Lý ta lấy. Được chưa? Khi mà diện tích đáy
diện tích mà nó lại có cùng đường cạnh đáy á, thì cái việc so sánh diện tích nó quy về so sánh đường cao, được chưa các em? Thế thì bây giờ ứng dụng của nó như thế này, đó là cái trường hợp đặc biệt trọng tâm, trọng tâm của tam giác ABC. Ví dụ cái tam giác ABC và tam giác GBC, cho nó GBC thì rõ ràng có chung cạnh đáy là BC. Như vậy thì cái diện tích tam giác GBC đem chia cho diện tích của tam giác ABC thì có phải là bằng đường cao từ G chia cho đường cao từ A không? Đúng không? Cạnh đáy BC giống nhau rồi, thì tỷ số diện tích nó bằng tỷ số với đường cao. Nhưng mà HG trên cho từ HA thì nó do G là trọng tâm mà, cho nên nó sẽ bằng GI chia cho AI, với I là trung điểm BC. GI chia cho AI và nó bằng 1 phần 3. Vậy cho nên cái diện tích tam giác GBC bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. Và hoàn toàn tương tự. Ta có G AB cũng bằng 1 phần 3 diện tích ABC. G AC cũng bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC. Hay nói cách khác, đó là trong một tam giác thì cái điểm trọng tâm nó tạo thành, nó nối đến ba đỉnh nha, nó tạo thành ba tam giác có diện tích bằng nhau. Đó, trọng tâm của tam giác khi nối tới các đỉnh của tam giác chia thành ba phần có diện tích bằng nhau. Đó là cái tỷ số diện tích nó rất là quyết định trong những trường hợp chiều cao nó lại giống nhau rồi, chiều cao của lần chớp đó, nó lại giống nhau rồi. Đó, thì trong tam giác thì cái điểm trọng tâm nó nối với các đỉnh, nó tạo thành ba tam giác có diện tích bằng nhau. Cho đó chứ các tam giác này nó không có bằng nhau nha. Các tam giác GAB là GBC và GCE nó không có bằng nhau, nhưng diện tích là bằng nhau. Nhưng diện tích là bằng nhau. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Trường hợp mà hồi nãy là diện tích tam giác nó có cùng cạnh đáy thì tỷ số diện tích nó bằng tỷ số đường cao và nó bằng tỷ số theo định lý Thales. Bây giờ khi mà tam giác nó cùng chiều cao, cùng chiều cao thì cái diện tích của tam giác ADC chia cho diện tích tam giác ABC, nó cùng chiều cao rồi thì diện tích tam giác ADC này cạnh đáy là DC, diện tích tam giác ABC này cạnh đáy là BC, thì khi đó tỷ số diện tích sẽ bằng là DC chia BC thôi, đúng không? Bằng DC chia BC. Đó là khi mà cái diện tích tam giác mà có chung đường cao. Em nhìn từ đây. Rồi. Và một trường hợp đặc biệt nữa. Đó là trường hợp đường trung bình của tam giác. Các cái đường trung bình của tam giác. Hồi nãy là ta nói đường trung tuyến á, thì nó chia đôi diện tích. Thì bây giờ đường trung bình thì nó chia thành bốn cái diện tích bằng nhau. Ví dụ đây, MNB, M là trung điểm AB, N là trung điểm BC và B là trung điểm của AC. Đúng không? Thì chúng ta xét đường trung tuyến AN này thì nó chia thành tam giác này. Hai tam giác này diện tích bằng nhau. Như vậy tam giác ABN này nó bằng một nửa diện tích tam giác ABC. Rồi cái đường trung tuyến NM này, NM này nó lại bằng, nó lại chia đôi cái diện tích tam giác ABN đấy. Vậy có phải là cái diện tích tam giác
MBN là đã bằng 1 phần 2 diện tích tam giác ABN. ABN lại bằng 1 phần 2 ABC, cho nên riêng cái tam giác này là bằng 1 phần 4 diện tích ABC. Tương tự vậy, tam giác gì? NBC cũng bằng 1 phần 4. AMB cũng bằng 1 phần 4. Thì MNB cũng là bằng 1 phần 4. Vậy cho nên, cái ba cái đường trung bình này, nó chia thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau. Và cả bốn tam giác này cũng bằng nhau nha, diện tích bằng nhau và bằng nhau. Còn hồi nãy diện tích bằng nhau nhưng mà các tam giác đó không bằng nhau. Đó, đó là các cái cách so sánh về tỷ số thể tích. Được chưa em? Thì Minh Họa làm một cái bài ví dụ thế này, đơn giản thôi. Thầy cho tứ diện ABCD, tứ diện nha các em, có thể tích là bằng V. Gọi MNB lần lượt là trung điểm của BC, CD và DE. Được chưa? Hãy tính theo V thể tích của cái tứ diện AMNB. Tính theo V thể tích của tứ diện MNB. Nhẹ nhàng thôi. Rồi cảm ơn đáp án cho thầy liền coi. Cảm ơn đáp án coi. Đây là tứ diện này. Đây là tứ diện ABCD. M là trung điểm BC. N là trung điểm CD. Và B chính là trung điểm của AD. Ủa, DB chứ. BC, CD và DB. DB nha các em, là DB. Rồi. Bây giờ tính cái thể tích của AMNB. AMNB. Thì rõ ràng các em thấy là cái thể tích của AMNB và ABCD đó là đường cao nó giống nhau rồi. Đường cao hẹn từ A, mặt đáy đều chứa hai cái đa giác đó. Đường cao là giống nhau. Vậy từ đó suy ra có phải là chúng ta chỉ cần so sánh về diện tích nó không? Cho nên cái thể tích của AMNB chia cho thể tích của ABCD thì chỉ còn lại cái việc là đi so sánh diện tích của của đáy đó là MNB chia cho diện tích của ABCD. Mà MNB chính là ba cái đường trung bình. Thì diện tích của MNB là bằng 1 phần 4 diện tích của ABCD. Vậy cái tỷ số này là 1 phần 4. Vậy từ đây suy ra là cái V này bằng 1 phần 4 V. Đáp án là 1 phần 4 V. Xong. Rồi 1 phần 4 V. Nha. Tức là chúng ta chỉ cần so sánh đáy thôi. Là được. Vậy là được chưa? Đầu tiên nó chính là công thức chuyển đáy. Tiếp theo về công thức chuyển đỉnh. Thì nó lại công thức chuyển đáy là khi cái đường cao nó không đổi. Khi cái đường cao nó không đổi. Còn bây giờ công thức chuyển đỉnh là khi mà đáy của nó không đổi, đáy của nó không đổi. Tức là đáy nó giữ nguyên. Ta chỉ việc so sánh hai cái đường cao thôi. Hai khối chóp
có chung một mặt đáy và có cùng diện tích đáy nha các em, cùng diện tích đáy, thì VA chia VN nó bằng HA chia HN. Bởi vì đáy nó giống nhau rồi, diện tích đáy nó bằng nhau rồi, đúng không? Thì tỷ số thể tích chỉ còn lại là gì? Tỷ số về đường, đường cao thôi. Đáy nó giống nhau rồi, thì tỷ số thể tích bằng tỷ số đường cao. Rồi. Thế thì bây giờ đi so sánh hai đường cao, mà các em biết á, đường cao chính là gì? Chính là khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vậy so sánh hai đường cao nghĩa là ta đi so sánh hai cái tỷ số về khoảng cách, hai cái tỷ số về khoảng cách. Thế thì khoảng cách thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái đường nối đỉnh nó song song với đáy, cái đoạn nối S S phẩy này này nó song song với đáy. Ủa thì nó song song với đáy thì coi như là cái khoảng cách này nó bằng nhau luôn rồi, là tức là hai cái đường cao bằng nhau rồi, vậy là hai cái thể tích bằng nhau. À, như vậy rất là khỏe đúng không? Chúng ta thấy là khi mà hai cái đỉnh nối lại mà nó song song với đáy thì hai cái thể tích bằng nhau. Tất nhiên là ở đây là ta đang nói là cái V đáy nó đã bằng nhau rồi nha, V đáy nó đã bằng nhau rồi, cái diện tích đáy á, nó đã bằng nhau rồi thì tỷ số thể tích bằng một, tức là khi mà S S phẩy song song với đáy. Còn trường hợp thứ hai mà S S phẩy không song song với đáy mà nó lại cắt đáy tại Y đây này, S S phẩy cắt đáy tại điểm Y, vậy thì cái tỷ số V không chia VN nó bằng H không chia HN, tức là V cũ chia V mới, V cũ chia V mới, V cũ này chia cho V mới bằng H cũ chia H mới bằng giao cũ chia giao mới. Đó, tức là đường cao từ S hạ xuống đây chia cho đường cao từ S phẩy hạ xuống đây thì nó bằng SI chia S phẩy Y. Đó. Nó quy về tỷ số đường cao thôi, tỷ số khoảng cách thôi. Đó. Khi mà hai cái đường thẳng SS phẩy nó song song với đáy thì V bằng nhau, khỏe rồi. Nhưng SS phẩy nó không song song với đáy mà nó cắt đáy tại điểm Y thì tỷ số thể tích bằng tỷ số đường cao bằng tỷ số giao cũ chia giao mới, tức là từ S này nối đến Y chia cho S phẩy nối đến Y. Điều đó có nghĩa là nếu S là trung điểm của SI nữa, S phải là trung điểm SI thì coi như là tỷ số này là bằng bằng 2, V cũ chia V mới là bằng 2, hay là V mới chia V cũ là 1 phần 2, đó tùy. Như vậy thì cứ nhớ là khi mà cắt thì mình từ cái đỉnh đó nối đến giao điểm chia cho đỉnh này đến giao điểm, được chưa? V cũ chia V mới bằng giao cũ chia giao mới, giao cũ chia giao mới. Được các em? Thì có một số nhận xét sau đây. Nếu nếu hai khối chóp có cùng diện tích đáy, hai khối chóp có cùng diện tích đáy nhưng mà không nhất thiết là phải là hai hình bằng nhau, chỉ cần là diện tích bằng nhau thôi, thì tỷ số về thể tích bằng tỷ số về khoảng cách, tỷ số về thể tích bằng tỷ số về khoảng cách. Còn khi mà mình di chuyển đỉnh trên cùng một đường thẳng, hồi nãy là mình di chuyển đáy trên cùng một mặt phẳng, thì tỷ số về thể tích bằng tỷ số về diện tích. Còn bây giờ di chuyển đỉnh thì là tỷ số về thể tích bằng tỷ số về khoảng cách, giao cũ chia cho giao mới. Đó là
cách so sánh cái tỷ số thể tích mà dùng cái đường dùng cái chuyện là đáy giống nhau. Rồi bây giờ thầy lấy một cái ví dụ thôi, ví dụ nhẹ nhàng thôi, cho tứ diện ABCD nhé, cho tứ diện ABCD có thể tích là bằng 6. Gọi M là trọng tâm của tam giác ACG. Hãy tính thể tích của MBCG. Tính thể tích của MBCG. Comment đáp án con nè. M là trọng tâm của tam giác BCD, ACD nha. Có lâu thế nhỉ? Còn mình đã bán thôi. Thì rõ ràng cái MBCD này với lại ABCD thì đấy nó giống nhau là BCD rồi. Vậy thì tỷ số thể tích này bằng tỷ số đường cao. Vậy là bằng H từ M. H cũ là H từ M, chia với H mới là H từ A. Đúng không? H từ M chia với H từ A. Và nó bằng giao cũ chia giao mới. Như vậy là bằng MI chia cho AI. Đúng không? Giao cũ chia cho giao mới. Giao điểm là Y này. Và MI chia AI thì bằng 1/3. Như vậy từ đó sinh ra V MBCD. Nó bằng 1/3 của V. Tức là 1/3 nhân 6. Vậy là bằng 2. Xong. Đó, bằng 2. Được chưa? Đó là khi so sánh cùng đường cao và cùng diện tích đáy thì mình trượt cái đằng này trên một đường thẳng này. Đó. Thì tỷ số thể tích bằng tỷ số về khoảng cách bằng giao cũ chia cho giao mới. Đó. Rồi. Tiếp tục. Chúng ta qua cái công thức về hai khối đa diện đồng dạng. Nó cũng giống như hai tam giác đồng dạng vậy thôi. Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu như có một cái phép dời, phép đồng dạng. Đồng dạng thường là phép bị tử đó em. Biến hình này thành hình kia. Biến hình này thành hình kia. Được chưa? Và đồng dạng thì cái tỷ số đồng dạng nó bằng tỷ số của các cạnh tương ứng chia ra nhau. Thế thì tỷ số đồng dạng ở đây chính là K đi. Thì khi đó tỷ số về thể tích nó sẽ bằng K mũ 3. Tỷ số đồng dạng bằng tỷ số thể tích. Quên, tỷ số đồng dạng là bằng tỷ số các cạnh chia ra nhau. Thì khi đó tỷ số về thể tích sẽ bằng tỷ số đồng dạng lập phương lên, mũ 3 lên. Rồi, thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ. Thì cho hình tứ diện ABCD có thể tích là bằng 8.
gọi MNB. MNB. Lần lượt là trung điểm của AB, AC và CD và AD. MNB đó. Lần lượt là trung điểm của AB, AC và AD. Yêu cầu tính thể tích của tứ diện AMNB. Yêu cầu tính thể tích của tứ diện AMNB. Chưa em? Thì ở đây thì xét cái phép vị tự tâm A có tỷ số là 1 phần 2. Thì có phải là nó biến cái tứ diện ABCD về thành cái tứ diện AMNB không? Đúng không? Vậy cho nên ta có thể nói cái tứ diện AMNB đồng dạng với cái tứ diện ABCD theo tỷ số K là bằng cạnh nhỏ cạnh AM chia cho AB này, bằng AN chia cho AC này, bằng AB chia cho AD này, là bằng 1 phần 2. Hai cái tứ diện này V cũ đồng dạng với mới này theo cái tỷ lệ là 1 phần 2. Thằng ở trước nó nhỏ hơn cho nên tỷ số nó sẽ nhỏ hơn 1. Như vậy thì theo công thức tỷ số đồng dạng thì cái thể tích của AMNB chia cho thể tích của ABCD nó bằng lập phương tỷ số đồng dạng, tức là 1 phần 2 mũ 3, nghĩa là bằng 1 phần 8. Đồng ý không? Vậy thì nhân chéo lên thì thể tích của AMNB nó sẽ bằng thể tích của ABCD là 8 chia cho 8, vậy là bằng đáp số là bằng 1. Được chưa các em? Đó là chúng ta áp dụng tỷ số thể tích đồng dạng. Nên nhớ là tỷ số về thể tích bằng lập phương tỷ số đồng dạng nhé các em. Bằng lập phương tỷ số đồng dạng. Rồi, tiếp theo công thức thứ ba. Cho hai khối chớp, xin lỗi, cho một cái khối chớp S A1, A2, A3, A4, AN. Và mình cắt cái khối chớp này bởi một cái mặt phẳng song song với đáy. Biết rằng nó cắt lần lượt các cạnh bên á, tại B1, B2, B3 cho đến BN. Và ta có tỷ số SB1 chia S A1 là bằng K. Thì đây nó chính là trường hợp đặc biệt của hai khối đa diện đồng dạng. Và tỷ số đây chính là K. Khối đa diện SB1, B2, BBN nó đồng dạng với là S A1, A2 cho đến AN. Cho nên tỷ số thể tích của hai này SB1, B2, B3, B4, AN chia cho S A1, A2 cho đến AN nó bằng K mũ 3. Đây chính là lập phương tỷ số đồng dạng. Yeah. Như vậy khi mà cắt bởi cái mặt phẳng song song với đáy thì nó sẽ tạo ra hai khối đa diện đồng dạng với nhau. Do đó tỷ số thể tích bằng lập phương tỷ số đồng dạng. Được chưa các em? Đó thì
Đó là những cái công thức mà thầy áp dụng vô cái phần này. Nó còn công thức siêu sinh nữa, nhưng mà thầy sẽ đưa một cái bài riêng, một cái bài riêng để nói về đó. Rồi, tiếp tục nha. Ta qua cái phần các cái bài bài tập này các em có mà. Bắt đầu. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy. Rất dài và rất xa. Câu số 1. Người ta cho chóp S, A, B, C, D có thể tích là V. Gọi M, N, B lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB. V phẩy là thể tích của S, M, N, P. Yêu cầu tính tỷ số V phẩy chia V. Hình như bài này là nó không có điểm D đúng không em? Ngay bài 1 là bị vấn đề rồi. Em sửa lại cho thầy, bài 1 không có điểm D. S, A, B, C thôi. S, A, B, C thôi. S, A, B, C thôi em. Không có điểm D. Rồi. Bây giờ chúng ta có thể vẽ hình ra này. S, A, B, C. Rồi các em cứ comment đáp án đi. M là trung điểm BC. N là trung điểm CA. Và P là trung điểm của AB. Đúng không? Vậy thì V phẩy là thể tích của SMNB. Giống ví dụ nãy thầy nói rồi đúng không? Thì tỷ số V phẩy chia V. Đường cao giống nhau. Vậy là tỷ số thể tích bằng tỷ số diện tích. Mà tỷ số diện tích ở đây á là MNB thì nó bằng 1 phần 4 ABC. Vậy đó là bằng 1 phần 4. Cho nên V phẩy bằng V chia 4. Có một đáp án là D. Ok, các em comment đáp án D là đúng. Được chưa? Tiếp tục. Câu số 2. Câu 2 đi game. Người ta cho cái hình chóp S, A, B, C, D. Ở đây có điểm D này. Có thể tích là V. Đấy, người ta không nói gì hết. Tức là tứ giác bình thường thôi. Gọi M là trung điểm của AB. N là trung điểm BC. Điểm B là trung điểm CD. Và điểm Q là trung điểm của DA. Được chưa? Người ta yêu cầu V phẩy là thể tích của S, M, N, trong khi V là thể tích của S, A, B, C. Người ta yêu cầu tính V phẩy chia V. Thì rõ ràng V phẩy chia V á, đường cao giống nhau rồi. Như vậy V phẩy chia V là bằng diện tích S phẩy chia S. Tức là S của M, N, B. Mà NBQ chia cho diện tích của ABCD. Rồi. Cái diện tích này bằng bao nhiêu? Tỷ số này bằng bao nhiêu? Ai làm rồi comment đáp án coi nè. Sao không thấy ai comment đáp án nha?
Rồi. Thế bây giờ chúng ta nhớ đường trung bình đó. Đường trung bình thì nó là bằng 1/4 cái thể cái diện tích của tam giác này này, là bằng 1/4 diện tích của tam giác ABC, 1/4 đúng không? Vậy thì cái thằng này là 1/4 của cái thằng này, vậy tính ra nếu mà kể cái thằng này thì nó sẽ là 1/8, nghĩ vậy đi đúng không? Tương tự như vậy là này, thằng này là 1/8, thằng này là 1/8, 1/8, bốn thằng đó cộng lại là 4/8, tức là 1/2. Vậy thì cái diện tích này nó bằng 1/2 diện tích của ABCD, cho nên tỷ số này là bằng 1/2. Sao đồng ý không? Thật ra thì cái hình này nó là tứ giác bất kỳ, nhưng mà mấy em có thể vẽ như là hình bình hạnh cũng được, bởi vì nó đúng trong trường hợp là tứ giác bất kỳ thì nó phải đúng trong trường hợp đặc biệt là hình bình hạnh. Các em vẽ hình bình hạnh thì các em sẽ dễ hình dung hơn, cái vẽ hình bình hạnh nó dễ hình dung hơn. M N B Q đó, em hiểu không? Tức là mình đặc biệt cho nên dễ hình dung đó. Thì cái diện tích tam giác nhỏ bên này này có phải là bằng 1/4 cái diện tích tam giác ABC không? Mà diện tích ABC thì bằng 1/2 diện tích ABCD, cho nên là cái diện tích tam giác nhỏ này bằng 1/8 diện tích ABCD. Rồi cái tam giác nhỏ ở đây cũng là 1/8, tam giác nhỏ ở đây cũng là 1/8, tam giác nhỏ ở đây cũng là 1/8. Như vậy thì sao? Bốn cái 1/8 thì có phải là 1/2 á? 1/2 của ABCD. Vậy thì cái thằng ở giữa này là bằng 1/2 ABCD. Cho nên tỷ số này là 1/2. Được chưa các em? Hình dung như vậy được chưa? Rồi, như vậy đáp số là 1/2. Vậy từ đó suy ra được là V phẩy chia V là 1/2. Đáp án chính là gì? Ở trên đời. Ở trên đời. Không có đáp án gì. Làm để đời xem có đáp án không, 1/2 mà chắc là đánh nhầm á, 1/2 đó chứ em, đáp án B đấy, 1/2 chứ không phải 1/8 đâu, đáp án B 1/2. Cứ B xuống mà sao tự nhiên xóa mất cái đó, đáp án B 1/2. Là ra ý kiến gì không? Một phần hai đó kim, một phần hai, một phần hai, tự nhiên ở đâu ra 1/8 trời, 1/2 chứ. Thì mấy cái câu này thì phải đánh lại á, nghĩ chắc là bị trong quá trình đánh rồi bị sót sao. Một phần hai nha. Có ý kiến gì không? Rồi, không ai ý kiến gì thì chúng ta quay câu 3. Câu 3 đi cô em. Cho khối chóp ABCD, XABCD có V
Cái thứ thích là V. Đáy ABCD nó là hình vuông tâm Y rồi. Các điểm B và Q lần lượt trên cạnh AB và AD sao cho góc BIQ bằng 90 độ. Nó không phải là đỉnh của hình vuông. Nha. Hãy tính thể tích của tớ, của cái chóp tứ giác S A B I Q. Như vậy thì kinh nghiệm hai bài vừa rồi mấy em thấy này. Ở đây cái đường cao là giống nhau. Đường cao là giống nhau. Bởi vì đều là từ S hạ xuống đáy hết. Hai cái đáy của nó là đều nằm trên một mặt phẳng. Đường cao là giống nhau. Vậy thì tỷ số thể tích V của S A B I Q chia cho thể tích của V của S A B C D. Vì đường cao giống nhau rồi, cho nên ta đi so sánh hai cái diện tích của A B I Q chia cho diện tích của A B C D. Vậy cho nên thầy không cần vẽ cái đỉnh S nữa. Bây giờ ta chỉ cần vẽ cái đáy thôi. Đúng không? Vẽ cái đáy thôi kìa. Đáy nó là hình vuông này. Đáy nó là hình vuông. Được chưa? Tâm là Y. Tâm là Y. Điểm B nằm trên cạnh AB. Điểm Q nằm trên cạnh AD. Sao cho cái góc BIQ bằng 90 độ. Góc BIQ bằng 90 độ. Thì bây giờ đi so sánh cái diện tích của gì? ABIQ đem chia cho ABCD. ABIQ đem chia cho ABCD. Ok chưa? Ở đây các em ra bao nhiêu nè? Đáp án C hết luôn. Bây giờ chúng ta tính tỷ số thể tích thông qua tỷ số về diện tích. Nó lại là A, B, I, Q chia cho đó là gì? A, B, C, D. Được chưa các em? Đó. Khi mà cái góc này là góc vuông á. Rồi, 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 rồi. Để tôi nói sao cho nó nhanh nhất. Cái diện tích của ABQ này. ABQ thì tách ra thành hai cái. Đó là diện tích của ABI cộng cho diện tích của AQI. Đồng ý các em? Đó. Như vậy thì cái diện tích này á nó bằng 1 phần 2 IH nhân với AB. Còn bên này á thì nó bằng 1 phần 2 IK nhân với AQ. Đúng không? Vậy là 1 phần 2. Nhưng mà IH và IK nó bằng nhau chứ. Đúng không? IH và IK nó bằng nhau. Như vậy là bằng 1 phần 2. Thì gọi cái cạnh hình vuông là cạnh A đi nhé. 1 phần 2 A. Còn lại là AB cộng cho AQ. Đó. AB cộng AQ.
AB cộng AQ, cái góc này 90 độ là để chứng minh cái điều này ha. Góc 90 độ. Góc 90 độ rồi, từ rồi, sao nè. Góc 90 độ thì để suy ra được là cái cạnh này bằng cạnh này này đúng không? Coi tôi coi. Cái cạnh này. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. AB và AQ. Em thấy này. Thì sẽ chứng minh được cái cạnh AQ này nó bằng cái cạnh BB. Cái cạnh AQ đó nó bằng cái cạnh BB này. Vì sao? Cái góc này 90, hai cái cạnh này góc 90, phải từ từ coi. Hai cái cạnh góc 90 B đúng không, bằng nhau mà, vì hai tam giác là nó bằng nha. Đúng rồi, hai tam giác bằng nhau thì với trường hợp là góc có cạnh tương ứng vuông góc. Đây này, cái tam giác AQI nó bằng tam giác B BIH, quên, BIB, BIB. Bởi vì cái góc này là 45 độ được em. Góc đó 45 độ, nó bằng góc này 45 độ. Đúng không? Rồi, BB, quên, cái cạnh IB bằng cái cạnh AI vì bằng một nửa đường chéo. Đúng chưa? Hai cái góc nhỏ này này, hai góc nhỏ này này bằng nhau. Bởi vì góc có cạnh tương ứng vuông góc. Cái góc này, cạnh này nó vuông góc cạnh này. Rồi cái cạnh này vuông góc cạnh này. Góc có cạnh tương ứng vuông góc. Cho nên là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Cho nên suy ra được là AQ nó bằng BB. Như vậy thế AQ này bằng BB này. Thì AB cộng với BB thì nó chính là AB. Vậy là 1 phần 2 A nhân với A. Đúng không em? Ồ xin lỗi. Cái thằng IH và IK nó bằng A chia 2 chứ đúng không? IH và IK nó bằng một nửa A. Như vậy là 1 phần 2 A chia 2 nhân A. Như vậy là bằng A bình chia 4. Như vậy cái diện tích của thằng này nó chính là bằng diện tích của ABCD chia 4. Đúng không? Vậy thì ta có được cái tỷ số này là bằng 1 phần gì? 1 phần 4. Tỷ số là 1 phần 4. Thì dẫn tới là tỷ số thể tích là 1 phần 4. Đúng chưa? Vậy đáp án chính là gì các em? V chia 4 đáp án C. Đáp án C. Thì ở đây thì chứng minh theo cái kiểu này thì nó hơi có vẻ nó hơi dài dòng, nhưng mà ở đây cái góc mà BIQ mà là góc vuông á là để tạo ra hai cái cạnh này bằng nhau thôi kem, hai cái cạnh này bằng nhau, hai cái cạnh bằng nhau dẫn tới là hai cái cạnh nhỏ này bằng nhau này. Coi có chứng minh nào nhanh hơn không? Coi có cái chứng minh nào nhanh hơn kìa. Rồi, đây, nhìn lên bảng nha. Nhìn lên bảng thì làm một cái là nó ra ngay thôi. Ra liền ngay lập tức. Nhưng mà ở đây là do thầy muốn chứng minh cho các em thấy hiểu tại sao là cái bản chất của nó đó. Cho nên thầy muốn mới làm như thế này.
chứ bài này mình khôn ngoan một chút mình sẽ làm cái này nó rất nhanh nè các em, nhanh lắm đây này. A B C D này, tâm là Y này. Người ta nói là điểm B nó nằm trên AB, điểm Q nó nằm trên AD sao cho góc BIQ bằng 90 độ. BIQ bằng 90 độ. Vậy thì mình lấy luôn cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì B với Q nó đâu có nói là nó nằm cụ thể ở đâu đâu. Vậy thì nó đúng với tất cả. Thì nó phải đúng với trường hợp đặc biệt chứ đúng không? Vậy cho nên thầy lấy đặc biệt như sau này. Thầy lấy đặc biệt điểm B chính là trung điểm AB và điểm Q chính là trung điểm của AD. Thì có phải là góc BIQ này bằng 90 độ không? Đúng không? Vậy thì xong rồi các em. Khi đó cái diện tích của ABIQ rõ ràng nhìn vào đây là thấy rồi, nó bằng 1/4 diện tích của hình vuông. Vậy xong đó, tỷ số diện tích bằng 1/4, cho nên tỷ số thể tích là 1/4. Cái này người ta gọi là phương pháp chuẩn hóa. Trong hình học có rất nhiều trường hợp chúng ta chuẩn hóa được, giống như bài hồi nãy á, bài nãy cái bài mà nó không phải là cái bài mà đây này, tứ giác này, này nó không phải là hình bình hành đấy, nó không phải là bình hành. Nhưng mà vì nó đúng trong mọi trường hợp của tứ giác cho nên nó đúng với trường hợp đặc biệt là hình bình hành. Em hiểu không? Cho nên mình lấy luôn hình bình hành để cho nó dễ hình dung. Đó. Rồi, còn ở đây nó nói B và Q nó chỉ thỏa mãn là cái diện tích tam giác BIQ nữa. Rồi cái thỏa mãn cái góc bằng 90 độ thôi. Đó thì mình được quyền lấy miễn sao nó bằng 90 độ thôi. Mình cứ lấy sao cho nó thỏa cái điều kiện này. Thì với trường hợp trung điểm nó cũng là thỏa mãn góc này bằng 90 độ. Cho nên là lúc đó mình tính lại tính được rất nhanh cái diện tích này là 1/4 diện tích lớn. Xong rồi. Đúng không? Còn cái này là thầy làm để cho mấy đứa sáng tỏ cái việc là mình phải chứng minh được, mình hiểu bản chất của nó, à vì sao cái diện tích nó bằng 1/4. Còn đi thi thì các em có thể lanh hơn cái gì kia. Vậy được chưa? Được chưa các em? Có hiểu cái cách này làm đặc biệt không? Với cách làm đó thì nó sẽ nhanh thôi, nó chưa tới 1 phút đâu, đúng không? Và qua đây chúng ta lại có kinh nghiệm là thể tích mà khi mà nó cùng đường cao rồi thì em không cần phải đi vẽ cái đỉnh, em chỉ cần vẽ đáy thôi. Được chưa? Rồi câu 3 như vậy là xong, có ai thắc mắc gì comment nha. Ai thắc mắc gì comment coi. Như vậy là được chưa? Sao bên đây không thấy comment hỏi gì? Không hiểu cách thầy làm hả? Tiếp tục nha. Câu số 4. Rồi, coi làm con số 4 rồi thì comment. Người ta cho tứ diện ABCD có thể tích là bằng 12. Rồi, người ta gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Yêu cầu tính thể tích V của khối chóp AGBC.
G là trọng tâm của tam giác BCG. Rồi tính thể tích của tam giác AGBC. Ồ, cái này thì quá quen rồi đúng không? Đường cao giống nhau. Như vậy thì thể tích của AGBC chia cho thể tích của ABCD. Đường cao giống nhau mà. Đỉnh này, đáy này, đường cao là giống nhau. AGBC, ABCD. Thì cái tỷ số thể tích bằng tỷ số diện tích. Là tỷ số diện tích GBC chia cho diện tích BCD. Mà nãy thầy nói rồi, cái đường, cái trọng tâm á là nó nối đến hai cái đỉnh á, thì nó tạo ra ba tam giác có diện tích bằng 1/3 cái diện tích của cái tam giác lớn, nha. Vậy nó bằng 1/3, vậy thể tích này sẽ là 1/3 nhân với lại nhiêu, thể tích của ABCD nó là 12 bằng 4. Đáp án chính là B, đúng rồi. Câu số 4 đáp án là B. Ok chưa? Câu số 5 các em. Câu số 5. Câu số 5 người ta cho cái hình chóp FABCD có đáy là hình hành và thể tích là bằng 48. Ta vẽ hình ra nè. Đáy nó là hình hành nhé. Thể tích là bằng 48 nha chứ. Ký hiệu M, N là trung điểm của AB và CD. Ủa, không phải là trung điểm, chỉ có M là trung điểm thôi. Chỉ có M là trung điểm thôi, xin lỗi nha. Còn cái điểm N thì là ND gấp đôi lần NC. Tức là chia lần này để làm 3 phần. ND chiếm 2 phần. ND gấp đôi NC, được chưa? Tính thể tích của tứ diện là của khối chóp S M B C N. M B C N đây này. Như vậy thì đem chia cho thể tích của S ABCD thì cái tỷ số diện tích, tỷ số thể tích này chiều cao giống nhau rồi, vậy là bằng tỷ số của diện tích MBCN chia cho diện tích của ABCD. Đúng không? Và bây giờ tỷ số diện tích này bằng cái gì? Bằng gì các em? Thì đấy nó là hình hành thì mình đặc biệt khóa luôn đi, đặc biệt khóa luôn, cho luôn đấy nó là hình vuông luôn, cạnh bằng một luôn đi. M là trung điểm AB này, N là ND đây đó, được chưa, đặc biệt luôn. Như vậy thì cái diện tích của MBCN này bằng nhiêu? Hình vuông có cạnh bằng một thì diện tích của nó là bằng một, còn diện tích của này thì có phải là lấy đáy lớn cộng đáy bé là 1/2 cộng 1/3 chia 2 nhân với đường cao là nhân 1 không? Nhân với 1. Như vậy có phải là 1/2 cộng 1/3 là 5/6.
5 phần 6 chia 2 là 5 phần 12. Đồng ý không? 5 phần 12. Như vậy thì cái tỷ số diện tích thằng này chia thằng này nó chính là bằng 5 phần 12. Em mình dùng được không? Như vậy là 5 phần 12. Rồi, mà cái thể tích này người ta cho là 48. Như vậy cái thể tích của SMBCN nó bằng 48 nhân với lại 5 phần 12 là 48 chia 12 là 4, 4 nhân 5 là 20. Đáp án là bằng 20. Ok chưa? Đáp án là C. Ủa là C đúng rồi mà, là gì nữa? Rồi, bạn nào sai có ý kiến gì thì hỏi đi. Ai sai có ý kiến gì thì hỏi nè. Không ai hỏi thì được rồi, để cho các em một cái công thức hay thế này. Cái bài này các em thấy là 1 phần 2 với 1 phần 3 rồi lại chia 2. 1 phần 2 với 1 phần 3 là chia 2. 1 phần 2 á, nó chính là tỷ số BN chia BA. 1 phần 3 á, nó chính là tỷ số CN trên CD. Em hiểu không? Đó. Còn lại là chia 2. Chia 2. Cho nên tổng quát lên này. Tổng quát lên này. Đây là cái hình bình hành nhé. Đây là cái hình bình hành. A. B. C, D. Được chưa? Mình dung nha. Đây là điểm I. Đây là điểm G. Thầy tính được cái tỷ số thể tích A, quên tỷ số diện tích nhé. A, B, G, I. Chia cho diện tích của A, B, C, D. Thì nó bằng AI chia AD. Đây này. AI chia AD. Cộng BG chia BC. Tất cả chia 2. Tất cả chia 2 nha. Và sau này khi mà mình mở rộng trong không gian 3 chiều thì nó sẽ là chia 3. Trong không gian 3 chiều thì hình bình hành nó chính là hình hình lăn trụ. Trong không gian 3 chiều sẽ là chia 3. Lăn trụ tam giác sẽ là chia 3. Nhớ nha, nhớ giùm thầy công thức này. Công thức quan trọng đấy. Được chưa các em? Hình dung được không? Thì mình áp dụng vào đây thì mình sẽ có hay thôi. BM trên BE là 1 phần 2 cộng cho CN trên CD là 1 phần 2, là 1 phần 3. Thì nó sẽ ra là 1 phần 2 cộng 1 phần 3 chia 2 là 5 phần 12. Thì các em chứng minh thì mấy em đặc biệt hóa nó thành một cái hình vuông mấy em chứng minh được thôi. Đặc biệt hóa nó thành hình vuông mấy em chứng minh ra được. Được chưa? Tiếp tục câu số 6.
Vậy câu số 5 là đáp án C chứ. Giờ câu số 6. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Mà OA, OB, OC là bằng A rồi. Như vậy thì tính cái việc mà tính thể tích của OABC là rất là bình thường. Đúng không? Đây. Như vậy thì cái thể tích của OABC đó, mày em nhớ nha, khi mà ba góc vuông tại đỉnh O thì thể tích này nó bằng 1/6 OA nhân OB và nhân OC. Bởi vì sao? Nó bằng 1/3 đường cao là OA này nhân với diện tích tam giác OBC, đúng không? Mà OBC lại là 1/2 OB nhân OC. Đúng không? Vậy thì nhân lại có phải là 1/6 OA OBC. Cái thể tích này mình sẽ gặp trong một cái chuyên đề riêng. Nhưng mà ở đây các em cứ nhớ như vậy. Tức là thể tích của OABC là phần nổ đấy. Đứa học, mấy đứa cứ làm mấy cái động tác tạo bài về thì mất tập trung nha. Thể tích của OABC khi mà ba đỉnh nó cùng nhìn một cạnh, quên, khi mà ba cái cạnh nó cùng vuông góc với nhau tại O thì thể tích nó sẽ bằng 1/6 tích độ dài ba cạnh, tích ba cái thước. Vậy đây ba cạnh đều bằng A hết nha, thì cái thằng này nó ra là 1/6 A mũ 3. Người ta cho M, N, B lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Yêu cầu tính thể tích của khối tứ diện OA, OMNB. Ôi thì cái này quen rồi đúng không? Nhìn từ O thì đáy nó cùng là nằm trên cái mặt phẳng ABC. Như vậy thể tích của OMNB chia cho thể tích của OABC nó bằng diện tích, bởi vì đường cao là từ O nhìn tới là giống nhau rồi, đỉnh giống nhau là đường cao giống nhau. Vậy đây là bằng diện tích của MNB chia cho diện tích của ABC. Mà ba cái đường trung bình thì nó tạo thành là bốn cái tam giác có diện tích bằng nhau, bằng 1/4. Vậy suy ra là thể tích của OABC, OMNB đó, nó bằng 1/4 thể tích của OABC, tức là A mũ 3 chia 6. Vậy đáp số là A mũ 3 chia gì các? 24. A mũ 3 chia 24. Vậy đáp án là gì? B. Ok chưa? Đáp án chính là B. Ai ghi nhận? Sáng nay chỉ có 40 mấy người vào giờ này là thấy mệt rồi đó. À, đói bụng thì cứ đem dĩa cơm lên, tô cơm lên ngồi đó, ngồi vừa ăn vừa học. Không ai thấy đâu mà lo. Nó rồi bữa nay là dài mà. Bài nó nhiều thì phải chấp nhận học nhiều chứ sao đâu. Câu số 7 game. Câu số 6 đáp án là B. Câu số 7. Cho tứ diện OABC có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau. À, các cạnh này đôi một vuông góc thì nó cũng giống như nãy thôi, mình vẽ giống như nãy. Nhưng mà ở đây là đôi một vuông góc với nhau tại A nha, đôi một vuông góc với nhau tại A. Biết là cái cạnh AB bằng 4 này, cạnh AC bằng 6 này, khỏi ghi chữ A đi, cạnh AD là bằng 7 này,
Vậy là mình tính được ngay cái thể tích của ABCD. Nó là 1 phần 6 AB nhân EC nhân AD. Vậy là bằng 28. Ta gọi MNB lần lượt là trung điểm của BC, CD và BD. Vậy là tính lại thể tích của AMNB nữa. Đúng rồi. Vậy là thể tích của AMNB nó sẽ bằng 1 phần 4. Đúng không? Thể tích của ABCD. Giống bài nãy thôi. Về bằng 7. Đáp án là bằng 7. Tất nhiên là 7 A mũ 3 này. Đáp án là A. Câu số 7 và đáp án ra bằng 7 luôn ghê. Rồi. 7A, được chưa? Tiếp tục, câu số 8. Cho khối lăn trụ. Bây giờ nó qua cái khối lăn trụ rồi nha các em. ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Người ta không nói là lăn trụ đứng nhưng mà mình cứ vẽ lăn trụ đứng cái sao đâu. Người ta cho cái chiều cao là bằng 4. Diện tích đáy, đáy là tam giác đều, không, chiều cao là bằng 8. Đáy là tam giác đều có cạnh bằng 4. Như vậy thì cái thể tích của cái lăn trụ này là tính được ngay. Thể tích của lăn trụ nó bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Diện tích đáy là cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4 này. Nhân với đường cao là 8. Như vậy là 16 căn 3. Vậy cái phần diện tích đấy là coi như là xong. Rồi. MNB lần lượt là trung điểm của B phẩy C phẩy M này. N C phẩy A phẩy. P là A phẩy B phẩy. Người ta hỏi cái thể tích của khối đa diện có các đỉnh lần lượt là ABC với lại MNB. Thì thấy là chưa ai comment đáp án hết thì tức là bài này chưa làm được á. Game. Tính thể tích của khối đa diện có các đỉnh là ABC với MNB. À, 32 xin lỗi. À, ok lọc. 16 nhân 2 là 32 đúng không? 32 căn 3. Rồi. Như vậy bài này sao? Thì rõ ràng cái khối đó nó không có phải là một cái khối bình thường đúng không? Nó không phải là khối lăn trụ, nó cũng không phải là khối chóp. Cho nên thầy nói là nó không phải là khối bình thường. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là tính thể tích mà chúng ta có thể lấy thằng lớn trừ đi thằng nhỏ, hoặc là chúng ta tách thằng đó ra thành nhiều thằng nhỏ 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 để tính. Nhưng mà tất cả rồi sẽ phụ thuộc vào thằng lớn này thôi. Bởi vì tất cả đều từ thằng này mà ra mà, đúng không? Thì ở đây chúng ta phải nhìn cho được thể tích của cái khối này, cái khối cần tính đó, nó chính là lấy thể tích V cần tính nha. Lấy thể tích V của hình lăn trụ trừ đi thể tích của ba cái khối sau đây này, đó là A phẩy
A phẩy A B N. Rồi trừ tiếp thể tích của khối B phẩy B, B phẩy B BM. Trừ tiếp thể tích của C phẩy C MN. Ở đây đồng ý không? Đồng ý không các em? Đồng ý không? Rồi. Tiếp tục nha. Chứ bây giờ thì nói riêng. Riêng cái thằng A phẩy A BN đi. A phẩy A BN. Được chưa? Thì so sánh nó với lại thằng V4. V4 tức là V của A phẩy A B phẩy C phẩy. Đó. Mấy em nhìn đây này. A phẩy A B N. Đem so sánh với lại A phẩy A B phẩy C phẩy. Đây chính là V4 như vậy nữa các em. Đây chính là V4. Đúng không? Như vậy thì cái thằng V này á, đem so với thằng này á, thì cái đường cao là giống nhau. Đường cao là từ A phẩy lên là nhìn là giống nhau. Từ A nhìn lên là giống nhau. Nó chung đáy rồi mà. Đáy của nó là cùng nằm trên mặt phẳng đáy trên. Đúng không? A phẩy. Bây giờ nhìn từ A đi. A phẩy BN. Với lại A phẩy BC. Thì có phải là đường cao giống nhau không? Đường cao giống nhau. Như vậy thì cái tỷ số này bằng tỷ số về diện tích. Diện tích của A phẩy BN chia cho diện tích của A phẩy B phẩy C phẩy. Nhưng mà cái diện tích của A phẩy BN thì đây là cái đường trung bình. Đường trung bình thì nó chia thành 4 phần bằng nhau. Như vậy thì cái diện tích này có phải là bằng 1 phần 4 không? Cái thể tích này chính là bằng chia cho thể tích này là 1 phần 4. Hay nói cách khác, cái thể tích của A phẩy ABN nó bằng 1 phần 4 của V gì? V4. Nhân kiểu là 1 phần 4 của V4. V4 thì nó lại là V của 4 đỉnh trích từ 6 đỉnh của hình trang trụ. Rồi. Vậy là V4 thì lại là bằng V chia mấy à? V chia 3 nhân với 1 phần 4 là V chia 10. 12. Đúng không? Như vậy thằng này nó chính là V chia 12. Tương tự thì thằng này cũng vậy này. B phẩy B BM thì mình so sánh với lại B phẩy B C phẩy A phẩy thì nó cũng là bằng gì? V chia 12. Thằng này cũng là gì? Cũng vậy thôi, V trên 12. Vậy là bằng cái V cần tính này này. Nó bằng V trừ cho 3 lần V chia 12. Ba thằng này giống nhau. Vậy là 1 phần 4. 1 trừ cho 1 phần 4. Vậy là 3 phần 4 V. 3 phần 4 V. À, cái V cần tính đó, nó bằng 3 phần 4 của V. Và 3 phần 4 đó nhân với V là nhân với 32 căn 3. Thì đơn giản đi thì nó còn lại là 24 căn 3. Đáp án là 24 căn 3. 3 phần 4 mà nhân với lại 32 căn 3 thì có phải là 24 không? 8. Đúng rồi, 8 nhân 3 24. Đáp án là 24 căn 3. Được, ông Đặng Thanh Tùng nãy giờ mới vô. Đáp án là 24 căn 3. Đáp án là C. Câu 8C. Đó, có ai ý kiến gì không? Không, A phẩy B phẩy đó Lộc.
sửa lại cái đề đi, a phẩy b phẩy, nó a phẩy b phẩy chứ không phải là a phẩy b, a phẩy b phẩy. Do cái đánh đề, do thì khi mà đánh đề thì mất, bị mất cái dấu á, a phẩy b phẩy. A phẩy b là mình làm khác nữa, để trong một cái bài khác. Bây giờ là cứ là a phẩy b phẩy đi nha. Điểm B là của trung điểm của a phẩy b phẩy. Trong a phẩy b thì mình cũng sẽ có làm, nhưng mà nó sẽ là suy nghĩ khác một chút. Được chưa? Cái này được chưa em? Ủa sao 8G này? Vậy là mai làm thì cái cách là A phải B nó ra 8G hả? Rồi có đâu, A phải B phải, nhưng mà A phải B do thì đánh, khi mình đánh lại nó bị mất cái dấu thôi, A phải B phải, nhưng A phải B phải được chưa. Rồi câu số 9, câu số 9 đi em. Người ta cho cái khối lăn trụ tam giác ABC, A phẩy B phẩy C phẩy có thể tích là V. Gọi MN, BH lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA và AA phẩy. Tính thể tích của khối tứ diện HMNB. Rồi. Đây, lăn trụ tam giác nha. ABC rồi A phẩy B phẩy C phẩy, người ta gọi MNP lần lượt là trung điểm của AB này, BC này, CA này với lại AA phẩy này. Rồi MNB và H yêu cầu tính thể tích của tứ diện HMNB. Dạ. Yeah. Rồi. Thì người ta đã cho cái thể tích của của lăn trụ rồi. Bây giờ em dời cái thằng H này này về cái điểm A phẩy này đi. Để chi? Để cho nó cùng cái chiều cao thôi, cái gì đó. Còn đáy mình xa sâu, đúng không? Rồi. Thể tích của HMNB đem chi cho thể tích của A'MNB. Thì có phải là diện tích đáy giống nhau không? Diện tích đáy giống nhau thì bây giờ chỉ còn lại chiều cao thôi, đúng không? H cũ, H hạ từ H chia cho H mới là H hạ từ A phẩy, đúng không? Mà H hạ từ A, từ H chia H hạ từ A phẩy, do H là trung điểm này, bằng giao cũ chia cho giao mới là 1/2, đúng không? Như vậy suy ra là thằng này HMNB bằng 1/2 A phẩy MNB. Mà A phẩy MNB á, thì em lại so với lại là A phẩy ABC, A phẩy ABC thì có phải là đường cao giống nhau
còn cái diện tích này á, là bằng 1 phần tư đúng không? Như vậy thì tỷ số thể tích bằng tỷ số diện tích, mà diện tích là 1 phần tư cho nên tỷ số thể tích là 1 phần tư. Vậy thằng này sẽ là bằng 1 phần tư thể tích của A phẩy ABC, đúng không? 1 phần tư thể tích của A phẩy ABC. Rồi 1 phần 2 nhân 1 phần 4 là 1 phần 8. Còn A phẩy ABC đó chính là V gì các em? Đó chính là V4, đúng không? Nó chính là V4 rồi. V4 thì là bằng 1 phần 3 của V nhân với lại 1 phần 8 nữa là 1 phần 24 của V. Đúng không? Mà người ta cho là V này là bằng, tức là V thôi. À, vậy đáp số là 1 phần 24. Đáp án là B. Câu 9 là B. Sao? Được không? Đúng rồi, 9B. Ồ, sao lọc ra 9C là sao? Ủa mai nãy giờ sao toàn sai không vậy? 9B chứ sao 9C? Chín B các em, chín B ngoài chín C đâu nha. Rồi thì tạm thời chúng ta dừng ở đây, sáng mai thì sẽ tiếp tục nha các em. Bữa nay chúng ta nhiều quá rồi, sáng mai nha, nhớ nghe này, sáng mai 9 giờ đột xuất thôi, bởi vì cái bài này nó dài, nó nhiều quá, chúng ta để dùng chúng ta học không nổi đâu. Sáng mai 9 giờ mấy đứa may mắn đấy, tại vì sáng mai thì rảnh, chứ còn người khác thì chưa rảnh rồi. Sáng mai 9 giờ ta sẽ tiếp tục từ câu 10. Ok nha các em, nhớ nha, sáng mai 9 giờ. Rồi bye bye các em, về nhớ làm tiếp đi, hôm nay chúng ta khá nhiều rồi, coi lại cho kỹ. Sáng mai 9 giờ nha, bye bye.